Hôm nay thì tôi rất được phân công của nhà tổ chức, tôi xin trình bày chia sẻ cùng tất cả quý vị đồng nghiệp về cái bệnh nội chú hành cấp không có tiến triển lên và từ cấp cứu đến thông tin can thiệp. Như chúng ta biết là khi chúng ta nói đến nội chú hành cấp thì có nghĩa là gì ạ? Nội cấp có nghĩa là tình trạng thiếu máu cơ tim một cách đột ngột do tắc nghẽn động mạch vành ở các mức độ khác nhau và có thể dẫn đến mức độ hoại tử cơ tim. Cũng giống như là các hội chứng mạch não cấp, hội chứng thì tất cả các cấp đấy thì đều xảy ra đột ngột, não cũng vậy, tự nhiên đang nói, đang cười thì xảy ra, rồi liệt, để méo mồm thì tương tự như vậy. Tim thì cũng xảy ra tắc đột ngột mạch vành, gây ra chỉ đau ngực, nhồi máu cơ tim, thì đấy là một cái khái niệm mà hội chứng hành cấp. Thế thì phân loại hội chứng hành cấp thì chúng ta biết là trong hội chứng hành cấp thì sẽ chia làm hai loại, là hội chứng hành cấp là nhồi máu cơ tim, ST trên lên, và hội chứng mạch vành cấp không có đoạn ST trên lên. Trong hội chứng cấp không trên lên thì chúng ta phân thành hai nhóm, đó là nhồi máu cơ tim cấp không trên lên và đau ngực không ổn định. Và tất cả diễn tiến của thể đau ngực không ổn định hoặc nhồi máu cơ tim không trên lên đều có thể diễn tiến thành nhồi máu ST trên lên nếu như chúng ta không được chẩn đoán kịp thời và xử lý đúng. Và tại sao trong hội chứng cấp chúng ta lại phân thành nhồi máu cấp ST trên lên và hội chứng cấp không trên lên là bởi vì gì? Trong nhồi máu cấp về sinh tế bệnh thì ST trên lên thì là tắc hoàn toàn mạch máu, còn trong hội chứng cấp không ST trên lên là tắc không hoàn toàn. Và chính vì tắc hoàn toàn này là làm cho diễn biến lâm sàng của bệnh khá trầm trọng, nặng nề và đòi hỏi phải can thiệp cấp cứu càng sớm càng tốt. Còn trong hội chứng cấp không ST trên lên thì tiên lượng thường nhẹ hơn về tắc không hoàn toàn. Và cái thái độ xử lý thì tùy theo phần lớn là trường hợp chúng ta phải trì hoãn được, chỉ sau trừ trong một số trường hợp mà chúng ta cần can thiệp ngay mà thôi. Những trường hợp đó, trường hợp nào thì tí tôi sẽ trình bày ở giai đoạn phân loại. Và cơ chế bệnh sinh thì chúng ta biết là từ thập niên thứ 3 của cuộc đời thì chúng dưới tác dụng của các yếu tố nguy cơ cuộc sống thì bắt đầu các mảng xơ vữa xuất hiện. Khi mà các yếu tố nguy cơ đó chúng ta không kiểm soát được thì các mảng xơ vữa càng ngày càng có mạch máu càng ngày càng phát triển mạnh. Càng khi phát triển mạnh và vẫn dưới tác động của yếu tố nguy cơ bất lúc nào đó thì cái mảng xơ vữa và dầu lõi lipid này vỡ ra và tạo thành nạp cái lớp nội mạc mạch máu này nó mất tính ổn định, sẽ vỡ ra thì sẽ các tiểu cầu kết dính lại tạo thành cục máu đông và cục đông này sẽ gây tắc hoàn toàn mạch vành thì sẽ gây hội chứng mạch vành cấp, mà tắc không hoàn toàn thì sẽ gây hội chứng cấp không ST trên lên. Đây là hình ảnh nếu chúng ta cắt dọc một cái động mạch vành thì như trong hội chứng cấp mà nhồi máu cơ tim cấp mà có ST trên lên ấy thì là tắc hoàn mạch máu cục máu đông là cái tắc hoàn toàn lòng mạch, còn trong hội chứng cấp không ST trên lên thì sẽ tắc một phần này thôi, đều tất cả là giống nhau, đều có khởi phát là rứt lớp vỡ mảng xơ vữa và hình thành từ đó hình thành máu đông và gây cái biến đổi nội mạc và hình thành máu đông gây tắc mạch vành. Về phương diện mà cơ tim thì trong hội chứng mạch cấp mà không ST trên lên thì chúng ta thấy là chỉ thiếu máu và hoại tử dưới nội tâm mạc. Thế còn trong trường hợp mà hội chứng ST trên lên tức là tắc ở hoàn toàn ấy thì sẽ hoại tử toàn bộ cái thành mạch cơ tim này, hay còn gọi là nhồi máu cơ tim chuyên thành. Còn trước kia đấy thì còn đối với nhồi máu không trên lên thì gọi là nhồi máu cơ tim dưới nội tâm mạc, đó là cái phân từ cũ. Và đây trên ảnh đĩa đây chụp mạch vành thì khác nhau như nào ạ? Đối với nhồi máu cấp ST trên lên thì chúng ta biết là do tắc hoàn toàn mạch vành thì chúng thấy là động mạch vành cung mạch phải đây ạ, thì mạch phải đây là cụt toàn bộ do tắc hoàn toàn. Còn không trên lên thì sao? Nó tắc một dù nó có hẹp ở các mức độ khác nhau nhưng dòng chảy vẫn còn, thì chúng ta vẫn nhìn thấy đoạn xa này. Thì trên điện đồ chúng ta sẽ nhìn thấy ST trên xuống hoặc tia đảo chiều như này thì gọi là không trên lên là vì lý do đó. Vậy thì tiếp cận chẩn đoán và xử trí tại khoa cấp cứu đối với hội chứng mạch cấp không ST trên lên chúng ta làm thế nào? Đối với bệnh nhân khi mà chúng ta nhập viện, tất cả bệnh nhân phần lớn trường hợp là nhập viện là vì đã trị đau ngực. Vậy thì cái triệu chứng của bệnh nhân đến chúng ta ở khoa cấp cứu hay tiếp đón thì chúng ta làm thế nào để chẩn đoán được đây là hội chứng mạch cấp? Thì chúng ta vào giọng phải giống như bệnh khác là chúng ta dựa vào triệu chứng lâm sàng, đau ngực, rồi điện tâm đồ. Một phần lớn các trường hợp, khoảng 70% trường hợp là có biến đổi điện tâm đồ trong hội chứng mạch cấp không ST trên lên. Thế còn nếu điện tâm đồ không điển hình thì chúng ta phải dựa thêm chất tiểu sinh học cơ tim, đó là troponin T hoặc Y thì chúng ta sẽ xác định chẩn đoán. Và triệu chứng cơ năng của bệnh nhân, nhưng chúng ta biết như tôi nói vừa rồi là phần lớn và chín các bệnh nhân là vào viện là vì đau ngực không chịu được thì lúc đấy vào viện. Thì triệu chứng đau ngực điển hình của một cái triệu chứng mạch vành ấy là vị trí đau là đau ở vùng sau cơ tim, đau cả một vùng ngực chứ không phải một điểm ạ,
đau cả một vùng, có thể bằng cả cái tim, sau tim hoặc là sau xương ức, mà đau nghẹt có thể lan cổ, lan lên vai và tay trái. Chúng ta nhớ là vị trí đau ngực là sau cái tim, nhưng mà đau cả một vùng ngực. Chứ nếu mà đau chỉ một điểm giống như kim châm hoặc như là cái gì chọc ấy, thì chắc là không phải của mạch vành. Mà đau ở đây là đau giống như cái gì bóp nghẹt, đè nặng trong ngực mình, thì đó là đặc điểm đau. Hai nữa là nếu cơn đau thường là đối với đau ngực hội chứng mình cấp thường kéo dài là trên 20 phút. Và nếu còn triệu chứng mà trước kia các anh chị có hỏi thấy thế này, thì họ đau khoảng 5 đến 10 phút sau khi ăn sức nghỉ để hết thì là đau ngực ổn định. Còn đối với hình cấp thông thường nó kéo dài trên 20 phút. Vậy thì cái đặc điểm đau nếu chúng ta khai thác kỹ, người ta các thầy hay hỏi là đau ngực có điển hình hay không, thì chính là tôi nhắc lại một cái là đau ở vùng sau xương ức thành một vị dần rộng. Đó, đau phải ăn cổ lên vai, lên ngón tay. Và hai thứ chất của đau là đau như bóp nghẹt chứ không phải đau nhói, đau như bóp nghẹt, đau như đè nặng. Và thứ ba nữa là cơn đau kéo dài thường trên 20 phút, thì đó là cái triệu chứng cơ năng của người bệnh, mà đấy là gọi là đau ngực điển hình, phải có ba đặc điểm đó. Thứ hai là nếu mà nhân đau ngực điển hình như vậy, nếu chúng ta khai thác thì nếu có đau ngực điển hình cộng với một triệu chứng sau thì chúng ta phải nghĩ đến hội chứng cấp. Đó là gì? Trước kia đau ngực khi gắng sức thôi, nhưng bây giờ lại xuất hiện đau ngực khi nghỉ. Hay trước kia đau ngực chỉ 5-10 phút lại hết, nghỉ lại hết, thì bây giờ kéo dài trên 20 phút. Hoặc là đau ngực điển thay đổi về cường độ, trước kia đau ngực vừa phải thôi, giờ cường độ kéo dài hơn, mạnh hơn. Hoặc là đau ngực kèm vã mồ hôi, hoặc tụt áp, thậm chí có rối loạn phức tạp. Hoặc là đau ngực trước kia chúng ta nghỉ ngơi thì hết, hoặc là sitro hết thì giờ nghỉ không đỡ và nitro cũng không đỡ. Thì chúng ta đau ngực với tính chất như này thì chúng ta nghĩ ngay đấy là hội chứng mạch cấp. Đấy chỉ là mặt khai thác về cơ năng chưa có triệu chứng của điện tâm đồ hoặc là xét nghiệm men tim. Vậy thì mỗi bệnh nhân đau ngực chúng ta vào viện thì bắt buộc chúng ta phải xem đối nó là cái gì. Việc đầu tiên chúng ta cần làm điện đồ cho loại trừ xem đây phải hội chứng mạch cấp không hay là nguyên khác. Thì cái điện đồ theo khuyến cáo chung thì trong vòng 10 phút chúng ta phải thiết lập được một cái điện đồ cho người bệnh. Và trong điện đồ trong hội chứng cấp thì chúng ta biết là khoảng 70% là có biến đổi điện tâm đồ và khoảng 30% là điện tâm đồ hoàn toàn bình thường. Đối với đây là hội chứng mạch cấp không nghe thấy lên đấy ạ. Còn trên lên tôi không nói trong bài này. Và các anh chị cũng nên chú ý là khi làm chuyển đạo, nếu như điện tâm đồ hoàn toàn bình thường thì chúng ta có thể nên làm các chuyển đạo với 7 đến 18 đến 9 ở phía sau á, để đề phòng xem phải nhồi máu cơ tim thành sau hay không. Trong trường hợp tắc mạch mũ thì điện đồ có thể bình thường, nhưng mà làm với 7-8-9 thì ST lại trên lên khoảng 1 mm. Còn trong trường hợp ngồi ngón thương thất phải thì chúng ta có thể làm với 3R, V4R thì sẽ phát hiện rõ hơn. Một đặc điểm nữa, nếu mà bệnh nhân có triệu chứng đau ngực điển hình của bệnh vành như tôi mô tả có 3 đặc điểm vừa rồi, cộng với block nhánh trái mới xuất hiện, thì chúng ta cũng nghĩ đây là hội chứng vành cấp. Đây là một cái nhồi máu giống như là một cái nhồi máu, coi đây là hội chứng cấp, mà đó là nhồi máu cơ tim ST trên lên. Một số cái bệnh chúng ta cần loại trừ có điện đồ biến đổi, nhưng mà mặc dù nhìn giống như vẻ không chênh lên nhưng thực tế nó lại giống như tương đương, đó là nhồi máu ST chênh lên. Đó là trong trường hợp bình điển hình chúng ta nhìn thấy là điểm di lên cao rồi ST chênh lên vào như này, như trong trường hợp điển hình. Như trong một trường hợp ví dụ như hội Winter syndrome chẳng hạn, thì ST chênh điểm di đi xuống, ST chênh lên gọi là upsloping ạ, đi chênh lên như này. Và tất cả các chuyển đạo trước tiên từ 11 đến 6 cộng với chênh lên nhẹ ở AVR thì trong trường hợp này cũng coi như là nhồi máu cơ tim ST chênh lên. Hai nhồi thành sau cũng vậy, thì tôi ta nhìn ở V1, V2, V3 phần lớn là trong trường hợp V2, V3 là ta thấy ST chênh xuống, và R trong trường hợp ở V1, V2 và R bao giờ cũng thấp hơn S, cũng nhỏ hơn S. Nhưng trong khi nhồi máu thành sau, tức là tắc mạch mũ đấy, ta có nhìn thấy ST chênh xuống ở V1, V2, V3 và R có thể lúc này R nhồi máu thì R chênh lên, đo hình ảnh soi gương thì cái sóng R này trên S thì có thể lớn hơn bằng 1. Bình thường ở chuyển đạo với 1, 2, 3 thì R trên S bao giờ nhỏ hơn 1, đó điều chắc chắn. Nhưng nhồi máu thành sau chúng ta có thể thấy dấu hiệu là R trên S lớn hơn 1 cộng ST chênh xuống ở V1, 2, 3. Và trong trường hợp này nếu chúng ta làm V7, V8, V9 chúng ta sẽ thấy ST chênh lên. Như vậy thì V1, 2, 3 là hình ảnh soi gương của V7, V8, V9. Một cái dấu hiệu nữa là Wannen dấu hiệu A thì có cái hội chứng Wannen này, thì chúng ta thấy ST 2 pha hoặc là ST âm đảo chiều từ V1 đến V6, T âm nhọn đối xứng cộng với có thể đau ngực hoặc không, thì trường hợp này chúng ta nếu men tim tăng lên giống hệt như này mà trải dài từ V1 đến V6
thì chúng ta hai trường hợp này nếu chúng ta thấy thì cũng coi như hội chứng mảnh cấp ST trên lên. Và trường hợp đặc biệt nữa, đây là trường hợp chân tối cấp mà rất sớm đến chúng ta rất sớm, chúng ta thì chưa thấy rồi ST trên lên thôi, chưa có dấu hiệu rồi quý vị tử, thì chúng ta thấy là T cao vọt lên nhọn đối xứng và ST có xuống G thì ngang ST up sloping như thế này, thì dấu hiệu này là cực cấp, là lúc này mới tắc thôi ạ. Đây là một cái ví dụ. Tại sao là chúng ta phải biết cái dấu hiệu này để loại trừ những trường hợp mà hội chứng mảnh cấp? Bởi vì những trường hợp nếu bệnh nhân có dấu hiệu này là đồng nghĩa với lại nhồi máu cơ tim ST trên lên, mà chúng ta phải xử lý giống như là một trường hợp nhồi máu cơ tim ST trên lên, không thể trì hoãn được. Và đây là một ví dụ điển hình ở bệnh viện Tim Hà Nội. Đây là một nhồi máu cơ tối cấp thành trước, loại ST trên lên ở tất cả các chuyển đạo trên tim V6, và bệnh nhân này đang đi làm siêu âm tim thì ngừng tim. Chúng tôi cấp cứu ngoài ngừng hoàn toàn thành công, và sau đó đi chụp mạch vành tắc hoàn toàn ở một, đúng không ạ? Rất là rõ, mà chưa quy chỉ có đau ngực thôi mà ST trên lên như này, và đây là hình ảnh chúng ta thấy là giống, rất giống với hình ảnh của là gọi nhóm cơ tim tối cấp đấy ạ. Đó là vai trò của lâm sàng, vai trò của điện tim. Thì chúng ta 77 trong hội chứng mảnh cấp không ST trên lên thì khoảng 7% là có dấu hiệu biến đổi STT, còn 30% là bình thường. Tuy nhiên, những trường hợp đấy vẫn đau ngực, chúng ta bắt buộc phải làm xét nghiệm men tim cho tất cả trường hợp để loại trừ cũng như chẩn đoán xác định. Thì trong trường hợp chúng ta biết là bây giờ chúng ta gọi có cái dấu hiệu gọi là cái dấu sinh học cơ tim. Đó là tuabin siêu nhạy T hoặc là Y. Ở bệnh viện Tim Hà Nội thì dùng T HS tuabin T, còn ở một số trung tâm khác thì HS tuabin Y thì đều có giá trị giống nhau. Tùy đến đa mô xét nghiệm của chúng ta thôi ạ. Thì chúng ta biết là siêu nhạy bởi vì sao gọi là siêu nhạy? Bởi vì là chúng ta có phát hiện được cái ngưỡng nồng độ tuabin HS rất là thấp, cực kỳ thấp. Tức là vào chỉ cần sau 30 phút kể từ xuất phát triệu chứng là chúng ta có thể phát hiện được là cái ngưỡng HS tuabin T tăng lên rồi. Khi đối với HS T hoặc Y thông thường là tăng khoảng sau 30 phút, tăng 30 phút sau khi nhồi máu cơ tim và đỉnh khoảng 24 giờ và kéo dài khoảng 5 đến 7 ngày. Đối với trường hợp tại sao chúng ta biết là đồng học nó như vậy thì chúng ta phải xác định hiện tại bây giờ chúng ta có phác đồ 0 giờ 1 giờ và trước cách đây khoảng theo khuyên cáo trước là 0 giờ 3 giờ thì hiện tại có 0 giờ 1 giờ, 0 giờ 2 giờ để chúng ta rút ngắn hơn cái thời gian mà chúng ta chẩn đoán xác định cái hội chứng mảnh cấp này. Chúng ta có hai dạng, hai cái khi xét nghiệm chúng ta chú ý là có hai cái sẽ xác định được hai cái nhóm mà tăng men tim, tăng men tim là HS tuabin T đấy, hoặc Y mạng tính khi mà chúng ta thấy là không có biến đổi động học. Khi trong trường hợp đấy thường xảy ra khi bệnh nhân có hội chứng nhiễm trùng, có tai biến, có suy tim cấp vân vân, chúng ta hoặc suy thận, chúng ta xét nghiệm thấy là tăng được một vài chục nhưng mà nó không biến đổi cơ học điện học thì có nghĩa là gì, tổn thương cơ tim mạng tính, thì đấy không phải hội chứng cấp. Còn nếu là hội chứng cấp thì bắt buộc phải có động học, tức là có tăng lên hoặc giảm xuống một cách có ý nghĩa, đúng không ạ? Còn khi nào có ý nghĩa thì chúng ta sẽ có cái bảng để chúng ta phân loại được. Và đây là cái bảng hướng dẫn chúng ta xét nghiệm để khẳng định cái nhồi máu cơ tim đây là không phải chứng minh cấp hay là không. Thì chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Một là đếm chúng ta xét nghiệm thời điểm 0 giờ mà 1 giờ. 0 giờ có nghĩa là gì? 0 giờ có nghĩa là đếm chúng ta xét nghiệm ở thời điểm đúng đó, thời điểm đến nhập viện. Và 1 giờ là 1 giờ sau khi xét nghiệm lần 1. Nếu thời điểm 0 giờ xét nghiệm thấy kết quả rất thấp. Lần thứ hai, 1 giờ sau cũng rất thấp hoặc là có tăng lên nhưng không có delta T, không có ý nghĩa thì chúng ta gì? Có thể loại trừ. Đấy là không phải hội chứng mảnh cấp, có thể là đau ngực ổn định hoặc là đau ngực không có có thể là đau ngực do nguyên nhân khác, và chúng ta có thể an tâm để cho bệnh nhân trì hoãn và đến ngày hôm sau hoặc đến một thời gian nhất cụ thể để đến gian phù hợp chúng ta cho tầm soát, tìm chẩn đoán nguyên khác hoặc là chúng ta làm MSCT để chẩn đoán có phải mảnh vành hay không. Còn trường hợp đến chúng ta xét nghiệm lần 1 đã cao hẳn hẳn rồi, cao có ý nghĩa rồi, cao mất một cách bất thường. Nó định nghĩa cao bất thường có nghĩa là men tim chúng ta xác định là cao gấp 5 lần giới hạn trên bình thường. Ví dụ chúng ta 14 chẳng hạn, thì đến chúng ta xét nghiệm tuabin THS bình thường giới hạn 14 nó đến là 70 trở lên thì nó lại cao bất thường rồi. Thì chúng ta xác định ngay đấy là hội chứng cấp. Hoặc là mặc dù chưa nó cao, vẫn ở dạng ranh giới cao hơn bình thường, nhưng mà lần thứ hai sẽ xét nghiệm lại sau 1 giờ có delta T đến lần sau chứng trước có ý nghĩa, thì trường hợp đấy cũng xác định luôn đó là cái trường hợp hội chứng mảnh cấp rất cao.
và cho vào bệnh viện chúng ta tầm soát, chúng ta chụp ảnh vành. Còn một dạng nữa, nó cũng cao, nhưng mà cao không có nghĩa nhiều. Ví dụ, troponin T ở dạng bình thường là 14, nhưng cao khoảng 20, 25, nó cao không có nghĩa gì cả. Nhưng mà chúng ta phải làm tầm soát, cho vào viện để theo dõi, cho vào nâng cấp cứu theo dõi, làm 1 giờ, làm mỗi 2 giờ, 2 giờ chưa rõ thì làm 3 giờ. Nếu 2-3 giờ, delta T không có nghĩa thì chúng ta có thể cho về tầm soát nguyên nhân khác. Hoặc để dự kiến một cái thời điểm thích hợp chúng ta chụp mạch vành hoặc CT mạch vành. Còn nếu ở thời điểm 1 giờ, 2 giờ sau hoặc 3 giờ sau mà delta T có nghĩa thì chúng ta lại cho nhập viện. Chúng ta tầm soát, chúng ta chụp mạch vành chắc can thiệp. Đó là cái phác đồ mới ở thời điểm 0 giờ, 1 giờ. Và thế nào 0 giờ, 1 giờ là như thế nào ạ? Chúng ta biết là tất cả mỗi một cái máy, một cái hãng, ví dụ Rốt, hãng Siemens thì đều có cái giới hạn 0 giờ, 1 giờ nó khác nhau tùy theo ngưỡng của từng máy một. Ví dụ, các giá trị chuẩn đoán âm tính, giá trị dương tính như chim chăn chúng ta nhìn được cái bảng xanh này ạ. Ví dụ trong trường hợp bệnh nhân màu xanh đây, chúng ta lần đầu tiên xét nghiệm troponin dưới 8, nhưng lần thứ 2 delta T có 6 dưới 6 thôi, thì ta khẳng định là 95, khẳng định luôn là 99,5 đến 100% đây là không phải ở trên cấp. Chúng ta có an tâm cho bệnh nhân về để tìm nhân khác, tầm soát khác nếu như không nguy hiểm. Ngược lại đối với trường giá trị chuẩn dương tính, nếu lần đầu tiên xét nghiệm cao rồi, ví dụ 100 chẳng hạn ở vòng này, nhưng lần thứ 2 100 đã là cao, mà lần thứ 2 mình chắc nữa mình xét nghiệm lần thứ 2 delta T là trên 7, thì tôi khẳng định là trên 80% là ở trên cấp. Và những trường hợp này thuộc nhóm này là chúng ta cho nhập viện để chụp mạch vành. Đó là những giá trị mà trên mỗi bảng, trên mỗi một hãng thì nó đều có cái bảng như giá trị giống như tôi ở dưới này, anh chị có thể đối chiếu thế nào là thấp, thế nào là rất thấp, thế nào là thấp, thế nào là delta T dương tính, thế nào là ngưỡng cao và thế nào là delta T 1 giờ dương tính. Thế là nó có cái bảng sẵn, anh chị không cần nhớ đâu ạ, anh chị cần tra bảng nó ra thôi. Vậy thì tóm lại về mặt chẩn đoán hội chứng vành cấp không ST trên lên thì chúng ta phải dựa ba vấn đề triệu chứng chính, triệu chứng cơ năng lâm sàng là triệu chứng đau ngực điển hình gồm đau một vùng cả một vùng ngực, đau giống như đè nặng, đau lan vai, lan tay, rồi giảm đau hoặc nghỉ ngơi không đỡ. Hai là điện âm đồ, chúng ta biết là trong hội chứng cấp không ST trên lên khoảng 70% trường hợp là điện âm đồ có biến đổi, còn 30% trường hợp là điện đồ hoàn toàn bình thường. Nhưng điện đồ hoàn toàn bình thường chúng ta không loại trừ được hội chứng vành cấp, lúc đó chúng ta phải dựa vào xét nghiệm cái men tim, đó là troponin T hoặc Y theo phác đồ 0 giờ 1 giờ, 0 giờ 1 giờ, 0 giờ rồi 2 giờ để chúng ta chẩn đoán xác định hoặc cả loại trừ như tôi đã trình bày vừa rồi. Và như chúng ta đã biết thì không phải trung tâm nào cũng có cái xét nghiệm S troponin T hoặc Y. Vậy thì chúng tôi làm thế nào để có thể loại trừ được hoặc nghĩ đến đây hội chứng vành cấp như tôi đã trình bày vừa rồi. Mặc dù tôi biết là không phải trung tâm nào cũng có, đặc biệt là trung tâm huyện tôn T thì hoặc SF tôn T hoặc SF tôn Y thì có thể không có. Thì những trường hợp này chúng ta phải nghĩ ngay hội chứng cấp đối với trường hợp mà đến với chúng ta là một cái đau ngực điển hình của mạch vành giống như tôi đã mô tả vừa rồi lúc nãy, cộng với thời gian kéo dài trên 20 phút và điện âm đồ có thể chênh xuống hoặc tê đảo chiều, thậm chí 3% như tôi nói là điện đồ hoàn toàn bình thường và nguy cơ tim mạch cao. Và chúng ta có đau ngực này, điện âm đồ điển hình, điện đồ biến đổi thì dễ chẩn đoán quá rồi đúng không ạ, nhưng mà điện đồ không bình thường và cộng nguy cơ tim mạch cao thì chúng ta phải nghĩ đến đấy là hội chứng vành cấp và gửi nhân đến trung tâm có khả năng tầm soát bệnh lý tim mạch để bệnh nhân được khảo sát, được chẩn đoán và điều trị một cách kịp thời nhất. Hai vấn đề khi chẩn đoán được rồi thì xử lý tại khoa cấp cứu như thế nào? Có ba cái thuốc mà chúng ta hay phải sử dụng tại khoa cấp cứu, đó là thuốc chống đông, thuốc chống kết tập bạch cầu và statin và một số thuốc khác tùy theo tình trạng bệnh nhân. Nhưng chống đông và kết tập bạch cầu thì chắc chắn chúng ta phải sử dụng sớm. Mà sử dụng như thế nào? Chúng ta biết thuốc chống đông thì theo khuyến cáo chung, nhưng như tôi nói thì bởi vì theo cơ chế bệnh sinh cũng như các bằng chứng lâm sàng, cơ chế bệnh sinh là có khi mà hội chứng cấp thì bao giờ có hình thành huyết khối tại chỗ và các bằng chứng thấy là các thuốc chống đông đã giảm các biến cố tim mạch trong quá trình can thiệp và sau can thiệp. Vì vậy thì từ cổ điển đến nay thì chúng ta bắt khi chẩn đoán hội chứng cấp thì chúng ta vẫn dùng thuốc chống đông ngay từ khi được chẩn đoán. Chúng ta có thể dùng heparin không phân đoạn với liều từ 70-100 đơn vị trên 1 gram cân nặng và duy trì ACT từ 250-300. Hai là chúng ta bây giờ tiện hơn là chúng ta dùng heparin trọng lượng phần tử thấp, hay là dùng nhất bây giờ khuyến cáo là enoxaparin mà các bạn hay dùng là Novenox đấy ạ. Nguyên liều thì có thể tiêm dưới da
với 1 gram cân nặng dưới da 2 lần một ngày. Đối với suy thận dưới 30 thì chỉ dùng 1 mg/kg nặng một ngày. Suy thận chúng ta giảm nhiều đi. Và khuyên cáo là tránh bắt chéo giữa hình phân đoạn và không phân đoạn để nó tăng nguy cơ chảy máu. Tôi lấy ví dụ khi ở dưới tuyến anh chị mà đã dùng trọng lượng phần tử thấp rồi mà lên đến một trung tâm can thiệp nào đó thì chúng sẽ phải tiếp tục nên dùng hay bên trọng lượng thấp. Nếu mà chúng ta dưới dùng trọng lượng thấp mà chúng ta lên trung tâm can thiệp là chúng ta lại dùng hay bên phân đoạn thì sẽ tăng nguy cơ chảy máu cho người bệnh. Đấy là cái chung đấy. Như vậy thì đối với trong đông rồi heparin trọng lượng thấp hai bên phân đoạn thì chúng ta nên dùng sớm và khuyến cáo là 1A đối với hội chứng cấp không ai dính lên. Còn đối với kháng cất tử cầu thì sao? Chúng ta hiện tại có 3 thuốc kháng tử cầu là prasugrel hiện tại cũng về Việt Nam, ticagrelor và clopidogrel. Thì trong hội chứng cấp không ai dính lên theo khuyến cáo mới nhất của EAC 20 thì chúng ta lựa chọn đầu tiên đối với này là prasugrel. Nếu không hoặc là ticagrelor, trong trường hợp không có prasugrel hoặc ticagrelor thì chúng ta mới dùng clopidogrel. Tại sao lại vậy thì tí chúng tôi sẽ phân tích lại về sau. Và một khuyến cáo mới nữa là trong trường hợp chứng cấp không nghe thấy trình lên thì trong nếu như có chỉ định can thiệp sớm, kế hoạch can thiệp sớm thì chúng ta không cho kháng thiết cầu ngay lập tức, kháng cầu ức chế P2-12 còn aspirin cho bình thường. Ví dụ tôi trong trường hợp mà đến chúng ta chẩn đoán là hội chứng vành cấp không nghe trình lên thì khuyến cáo mới là không cho kết tập hiệu ngay mà đến khi có hình ảnh chụp mạch vành rồi thì nếu có chỉ định can thiệp chúng ta mới cho. Tí chúng ta phân tích, tôi sẽ phân tích sâu thêm. Còn đối với trường hợp mà hội chứng cấp mà vào chúng ta mà chúng ta có kế hoạch can thiệp sau đó, ví dụ vào đêm chập tối mà những ngày hôm sau cho định can thiệp thì lúc đấy ta có thể cân nhắc cho kháng thiết cầu ngay lúc đó. Còn nếu vào chúng ta vào ban ngày mà chúng ta có dự định can thiệp vào thời gian 1-2 tiếng tới thì khuyến cáo nên là không cho ở thời điểm này vì sẽ gia tăng nguy cơ chảy máu. Nguy cơ máu gì thì tôi sẽ nói tiếp. Như vậy khuyến cáo của 20 thì đối với hình chức tôi nhắc lại là hội chứng vành cấp không có thể lên nếu có kế hoạch can thiệp sớm trong vòng 1-2 tiếng tới thì chúng ta có quyền cho chống đông, có quyền cho aspirin, nhưng đối với ức chế P2-12 thì chúng ta có thể trì hoãn lại cho đến khi là có hình ảnh chụp mạch vành. Còn đối với trường hợp có kế hoạch can thiệp muộn hơn, ví dụ tận ngày hôm sau chúng ta can thiệp thì chúng ta có thể cho chống đông, cho aspirin, cho ức chế P2-12, loại nào thì tùy nguy cơ chảy máu thì các anh chị chọn. Nếu trường hợp chảy máu cao thì chúng ta có thể chọn clopidogrel, nguy cơ chảy máu thấp thì chúng ta có chọn prasugrel hoặc ticagrelor, tùy theo cái trung tâm anh chị có thì chúng ta chọn cái đó. Đây tại sao cái khuyến cáo 20 thì họ lại đưa ra như vậy thì họ dựa vào một số nghiên cứu và một cái số nghiên cứu tổng hợp người ta thấy là giữa pre-treatment và treatment. Pre-treatment là chụp cho thuốc trước khi mạch vành, còn no pre-treatment tức là cho thuốc sau khi chụp mạch vành có chỉ định ta mới cho. Thì thấy là về hiệu quả các biến giảm các biến cố tim mạch liên quan tắc mạch ấy, liên quan huyết khối thì tương đương nhau giữa nhóm mà cho trước và không cho, và cho trước khi chụp mạch vành và cho sau khi chụp mạch vành. Còn nhưng mà những nhóm ta thấy là nhóm cho trước khi chụp mạch vành ấy, thì tức là những cái nhóm mà chúng ta cho trước khi chụp mạch vành thì nguy cơ chúng ta thấy là chảy máu nặng ấy, 30 ngày chảy máu cao hơn ở cái nhóm mà sau khi chụp mạch vành chúng ta mới cho. Chính vì những cái nghiên cứu này người ta mới đưa ra cái khuyến cáo là gì? Đối với khuyến cáo này như vậy, tức là đối với khuyến cáo là như tôi nói vừa rồi, tức là đối với có tổng chức cấp không ST trinh lên mà có kế hoạch can thiệp sớm thì chúng ta không cho kháng kết tập kiểu gọi PA ức chế P2 ngay, mà để khi có hình ảnh chụp mạch vành có chỉ định can thiệp chúng ta mới cho. Và nữa thế trong trường hợp tại nghiên cứu thì chúng ta sẽ đấy là những cái chung như vậy khi mà tách nhóm đối với tica của nó prasugrel clopidogrel thì thấy như nào thì chúng ta thấy là đối với giữa cho trước khi chụp mạch vành và cho sau khi có hình ảnh chụp mạch vành thì đối với lại tica của nó prasugrel thì kết quả tương đương nhau về mặt giảm cái bướu tim mạch, đúng không ạ? Nhưng đối với clopidogrel thì chúng ta phải cho trước thì mới có hiệu quả. Tại sao là vậy? Thì chúng ta nhìn vào cái dược đồng học. Dược đồng học lâm sàng đối với tica của nó cũng giống như là prasugrel là khi bắt đầu cho ta uống đây chỉ sau 30 phút ấy, sau 30-15 giờ thì đã ức chế khoảng 40% tiểu cầu rồi, tức là khi 40% tiểu cầu trở lên thì bắt đầu có giá trị
mà điều trị. Thì đối với TK và Parasuquel thì sau 30 phút đã có ức chế được khoảng 40 tiểu cầu rồi, và đỉnh của nó cho đến 1-2 giờ ức chế khoảng 90 tiểu cầu. Còn đối với Clopidogrel thì chúng ta thấy là gì? Tại thời điểm được có giá trị đến 40% thì ít nhất là 2 tiếng sau. Đối với liều nạp 300 thì 2 tiếng, 600 ấy, phải có 2 tiếng sau thì mới có tác dụng hiệu quả. Thế còn mà đỉnh của nó phải 4-6 tiếng. Như vậy thì rõ ràng người ta thấy là đối với tắc vịt, cái ticagrelor và parasuquel tác dụng rất nhanh. Nên khi người ta biên luận là rằng thì vì tác dụng nhanh như vậy thì nên khi mà có hình ảnh chụp mạch vành chúng ta cho vẫn không muộn và vẫn có hiệu quả. Còn đối với clopidogrel, nếu chúng ta tại thời điểm đó thì cái giá trị bảo vệ của clopidogrel không có, cho lên đối với clopidogrel thì chúng ta phải cho trước khi chụp mạch vành, tức là khi cấp cứu cho bệnh nhân nguy chuyển máu cao, mà trước khi cấp cứu chúng ta chuẩn đoán được hội chứng cấp thì chúng ta nếu có chuyện clopidogrel thì chúng ta phải cho luôn. Còn đối với ticagrelor thì chúng ta có thể cho sau khi chụp mạch vành. Đấy là cái lý do mà các khuyến cáo họ đưa ra. Thế còn ba cái thuốc, không phải chúng ta lúc nào cũng có ba thuốc này chúng ta được chọn. Như vậy thì so ba thuốc này chúng ta chọn thuốc nào? Đối trong hội chứng không ST trên lên, đối so parasuquel và ticagrelor thì rõ ràng là ta thấy là đối với nghiên cứu nước ngoài thì parasuquel là tác dụng là giảm biến cố tim mạch nhưng quan yếu tố tốt hơn là ticagrelor. Đúng không ạ? Cho nên chính vì thế mà cái khuyến cáo mới của 2020 á, chúng ta thấy là bao giờ lựa chọn là parasuquel trước, xong đến ticagrelor và cuối cùng lại clopidogrel. Tuy nhiên đó là đây là khuyến cáo, chỉ là khuyến cáo chúng ta phải áp dụng thực tế. Vì tất cả khuyến cáo chúng ta biết là đều dựa trên quần thể nghiên cứu của nước ngoài. Người Tây nó to hơn ta rất nhiều mà kiểu gen nó khác. Cho nên chúng ta vẫn phải thực tế từ đối tượng một để chúng ta cá thể hóa. Còn trường hợp mặc dù như vậy, trong trường hợp cấp như vậy nhưng mà chúng ta thấy là khuyến cáo của 20 đối với nguy cơ chảy máu rất cao và cao thì người ta vẫn khuyến cáo lựa chọn clopidogrel, đúng không ạ? Như vậy thì đối với nguy cơ chảy máu cao và rất cao đến với anh chị tại phòng cấp cứu thì chúng ta vẫn chọn clopidogrel, mà đã chọn clopidogrel thì chúng ta phải đốt ngay lập tức tại phòng cấp cứu thì mới có hiệu quả, đúng không ạ? Như tôi phân tích vừa rồi ạ, mặc dù khuyến cáo lựa chọn thứ nhất đối với là lựa chọn hội chứng cấp không tiên là lựa chọn clopidogrel, xong đến ticagrelor và cuối cùng là clopidogrel. Đó. Nhưng mà đối với đến chúng ta phân tích biết bệnh nhân nào nguy cơ chảy máu rất cao hoặc cao thì khuyến cáo bây giờ vẫn là an toàn người bệnh đến clopidogrel. Và khi đã dùng clopidogrel thì chúng ta phải cho luôn, không đợi có kết quả chụp mạch vành rồi mới cho. Chúng ta phải khuyến cáo cho luôn từ chụp mạch vành. Một cái thông tin nữa, tại sao như vậy phải phân loại như vậy? Bởi vì ta biết là nếu tắc mạch không ấy thì tỷ lệ tử vong cao hơn bình thường là 15 lần. Nhưng mà nếu mà nhồi máu cơ tim cấp mà bị chảy máu nặng chúng ta phải ngừng chống đông thì tỷ lệ tử vong tăng lên 50 lần. Chính vì vậy chúng ta rất thận trọng trong những trường hợp mà nguy cơ chảy máu cao là chúng ta lựa chọn kháng thể phù hợp. Vậy thì nhiều nạp 30 clopidogrel là 300 hay là 600 mg thì tốt hơn. Chúng ta biết bây giờ là phần lớn trường hợp là nạp 600 mg, mà tại sao là 600? Thì chúng ta biết là đây là cái ba cái biểu đồ liên quan đến là nạp 300 là không nạp gì, không pre-treatment, thế là không cho trước khi chụp mạch vành, cho trước khi chụp vành 6 tiếng và cho trước khi chụp vành trên 6 tiếng. Người ta thấy là giữa cái trường hợp nạp mà không cho trước khi chụp mạch vành mà cho trước khi chụp mạch vành 6 tiếng ấy, không, tức là no pre-treatment, tức là khi chụp mạch vành xong mới cho 300. Còn cái nhóm này là cho trước khi chụp mạch vành 6 giờ thì cứ giữa khác biệt là không có ý nghĩa. Nhưng mà cho trước khi chụp mạch trên 6 giờ, tức là chúng ta biết là cái động dưới đầu học của cái clopidogrel phải 4-6 tiếng sau thì mới có hiệu quả, cái tác dụng tối ưu thì thấy là hiệu quả mà bảo vệ tốt hơn hẳn. Chính vì vậy phải là 6 tiếng sau là liều 300. Thế còn liều 600 thì sao? Chúng ta thấy là ở cái biểu đồ đấy ạ, liều 600 thì khi mà cho ở thời điểm 2 giờ, chúng ta có đây cái biểu đồ của tiểu cầu đấy ạ. Tiểu cầu chúng ta biết là dù đến 300, 600 hay là cao nữa nó chỉ ức chế được khoảng 50% tiểu cầu thôi ạ, và nó không ức chế nhiều hơn. Và khi tại thời điểm nếu 600 thì 2 tiếng sau thì nó đạt được gần như là đỉnh. Trong khi đó nếu 300 thì 6 tiếng, 4-6 tiếng sau là đỉnh. Chính vì thế để nhanh tác dụng trong hội chứng cấp cũng như là để giảm được tăng hiệu quả của bệnh nhân thì thông thường đến bây giờ là tất cả khuyến cáo hết đều là nếu là 600. Dù nó nhân là tuổi cao hay là bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao, bởi vì nó chỉ tăng thời gian, rút ngắn cái thời gian đạt hiệu quả thôi, chứ còn nó không tăng tác dụng đến 78-90% của
cái clopidogrel hoặc là tica của nó ức chế 90% tiểu cầu, thế còn của clopidogrel nó chỉ ức chế khoảng 50% thôi. Một số đối tượng đặc biệt là chúng ta cần lưu ý trong trường hợp mà chúng ta thực hành tại khoa cấp cứu, ví dụ một bệnh nhân phải dùng chống đông hoặc là chống đông uống hoặc là nô ác mà đến với ta bởi vì rung nhĩ hoặc bởi van tim mà đến với ta bởi vì hội chứng cấp, thì chúng ta xử lý thế nào? Đối với một bệnh nhân mà bị phải sử dụng, bắt buộc phải sử dụng cái nô ác ngoài kháng vitamin K hoặc là nô ác mà đang đến ta đường uống đối, thì khi can thiệp đối nếu can thiệp chúng ta vẫn cho chống đông bình thường và dùng như thế nào đối với nguy cơ chảy máu thấp, nguy cơ chảy máu cao hoặc là nguy cơ hôi thấp, thì chúng ta dùng chiproterapy một tuần, sau đó dùng clopidogrel cộng với NOAC hoặc là vitamin K kéo dài khoảng 6 tháng thậm chí 12 tháng, 12 tháng. Còn đối với nguy cơ huyết khối cao thì chúng ta chiproterapy đó là aspirin, clopidogrel cộng với NOAC hoặc là vitamin K kéo dài 1 tháng, sau đó dùng vitamin K kháng vitamin K hoặc NOAC cộng với clopidogrel đến 12 tháng. Đó là cái bệnh nhân mà phải dùng kháng chống đông. Còn đặc biệt nữa, thế thì đối với bệnh nhân mà đến chúng ta hội chứng cấp mà đang dùng NOAC hoặc là đang dùng kháng vitamin K thì chúng ta sử dụng chống đông như thế nào? Thì cái khuyến cáo rất là rõ. Mặc dù chúng ta đang dùng NOAC hoặc là kháng vitamin K với INR dưới 2,5 thì chúng ta vẫn cho chống đông bình thường, đúng không ạ? Nhưng mà ở chống đông bình thường, nhưng nó không nói là bao nhiêu, nó cho là hoàn toàn bình thường, bất cứ đang dùng ở thời điểm uống là nó ác ở thời điểm nào, vừa xong hay uống từ hôm qua hay vừa uống xong, thì chúng ta vẫn phải dùng chống đông bình thường. Và sau khi can thiệp thì chúng ta vẫn tiếp tục dùng chống đông hoặc nó ác giống như điều đã duy trì như vừa rồi. Đó là khuyến cáo của chúng ta. Như vậy thì đối với bệnh nhân mà đặc biệt đang dùng nô ác hoặc đang dùng kháng vitamin K đến với ta bị hội chứng hành cấp thì chúng ta về chống đông chúng ta vẫn dùng bình thường, và kháng ức chế P2Y12 thì theo khuyến cáo đối với trường hợp như này để giảm nguy cơ chảy máu thì chúng ta dùng clopidogrel, không dùng prasugrel hoặc tica của nó. Bởi vì sao? Nếu đối chống đông rồi, nó ác rồi, chúng ta dùng kháng rất là mạnh nữa thì tăng nguy cơ chảy máu cho người bệnh. Cho nên trong trường hợp triple therapy thì chúng ta dùng khuyến cáo dùng clopidogrel cho bệnh nhân. Về vấn đề can thiệp mạch vành hội chứng mạch cấp thì chúng ta về có xu hướng, chúng ta thấy lợi ích rõ ràng của việc chụp mạch vành và can thiệp cho người bệnh. Chính vì vậy là tất cả bệnh nhân có được chẩn đoán được chứng cấp đều được chụp mạch vành và xét can thiệp, mà xét can thiệp cho người bệnh thì lợi ích rất là rõ ràng. Vậy thì chúng ta có chụp mạch vành sớm cho tất cả các bệnh nhân mà được chẩn đoán là hội chứng cấp không ST trên lên hay không? Chúng ta biết về chung, về mẫu chung giữa chụp mạch vành can thiệp sớm và can thiệp trì hoãn thì thằng can thiệp sớm rõ ràng là tốt hơn so với can thiệp trì hoãn. Và khi phân tích rõ nữa thì chúng ta thấy là chỉ đối với hội chứng mạch cấp mà không ST trên lên, đối với nguy cơ thấp và trung bình thì việc can thiệp sớm và can thiệp có trì hoãn thì kết quả tương tự nhau, đúng không ạ? Sau 6 tháng theo dõi. Nhưng tuy nhiên thấy rõ hơn ở cái nhóm nguy cơ cao, đó là nếu can thiệp sớm thì hiệu quả đem lại rất lợi ích rõ ràng hơn so với can thiệp trì hoãn, và sự khác biệt là có những ưng kê. Vậy thì đối tượng nào thuộc nhóm nguy cơ cao, những đối tượng nào thuộc nhóm nguy cơ trung bình, chúng ta phải biết trong trường hợp này chúng ta quyết định cái thái độ can thiệp cho bệnh nhân. Và hiện tại theo khuyến cáo chung, thì xếp thành ba nhóm bệnh nhân hội chứng cấp, xếp thành ba nhóm: nhóm nguy cơ rất cao, nhóm nguy cơ cao và nhóm nguy cơ thấp. Và ta dựa vào cái gì? Ta phân nhóm đó dựa đặc điểm lâm sàng, nhân ổn định hay không ổn định, đau ngực có khống chế được hay không khống chế được, và điện hai là điện âm đồ, ba là cái men tim troponin T hoặc Y và tham điểm Grace. Nếu trong trường hợp nhóm nguy cơ rất cao thì chúng ta phải can thiệp ngay trong vòng 2 giờ tất cả từ khi bắt đầu được chẩn đoán. Nguy cơ rất cao là những bệnh nhân nào? Đó là bệnh nhân có huyết động không ổn định, hai là bệnh nhân sốc tim, ba là những bệnh nhân đau ngực tái phát mà chúng ta không khống chế được nhịp bằng điều trị nội khoa, bốn là những trường hợp mà có rối loạn nhịp phức tạp đe dọa tính mạng người bệnh. Dọn nhịp phức tạp, dọn người bệnh là gì? Không phải một hai cái bệnh thua đâu ạ, nó là có rung thất hoặc là nhanh thất xoắn mất mạch hoặc là xoắn đỉnh, thì những trường hợp đấy nó gọi là đe dọa tính mạng mà chúng ta cần phải can thiệp cho người bệnh sớm. Hoặc những biến chứng cơ học thì chúng ta cần phải chụp sớm để có thái độ xử lý, như hở cái lá do đứt dây chằng hoặc là vỡ thành thất thủng thất chẳng hạn, thủng thành thất chẳng hạn, thì chúng ta phải có kế hoạch chụp sớm để xét phẫu thuật.
Rồi trong trường hợp suy tim cấp mà liên quan đến nhồi máu cơ tim ST trên lên, và những trường hợp mà ST trên xuống ở ít nhất 6 trên đạo và trên lên khoảng 1 mét ở AVR hoặc ở V1, thì trường hợp đấy là tổn thương thân trung hoặc là tổn thương đa thân mạch vành. Thì 6-7 trường hợp này thì chúng ta có dấu hiệu 6-7 trường hợp này thì xếp vào nhóm rất cao và chúng ta phải lập tức lên kế hoạch can thiệp trong vòng 2 giờ. Còn lại thì đối với trường hợp mà can thiệp trong vòng 2-4 tiếng là đó là trường hợp nào? Đó là những nhóm nguy cơ cao, bao gồm chúng ta đã được chẩn đoán nhồi máu cấp, nhồi hội chứng mạch cấp rồi, không thể trên lên rồi, đó là có đau ngực, có mê tim tăng cao rõ rồi nhưng mà lâm sàng hoàn toàn ổn định, hết bỡ đớt đau ngực rồi, huyết động ổn định, chúng ta có thể trì hoãn trong vòng 2-4 tiếng và can thiệp. Hoặc là biến đổi đồng học của điện âm đồ, trong trường hợp đau ngực không ổn định chẳng hạn, lúc có đau cơn đau sẽ đổi biến đổi nhưng sau hết cơn đau lại bình thường và chúng ta bắt được cơn đó thì nhiều lần như vậy thì chúng ta cũng được xem nhóm cao mà can thiệp trong vòng sớm. Hoặc là trường hợp mà ngừng tuần hoàn được cứu sống nhưng mà không phải là hội chứng mạch cấp, không ST trên lên, thì chúng ta lên kế hoạch can thiệp trong 24 giờ. Và trường hợp nữa, chúng ta tính trang điểm gray trên 140, trên 140 tức là tỷ lệ tử vong, nếu không can thiệp thì tỷ lệ tử vong không nằm viện là khoảng 3% gì đó. Thì chúng ta được xếp vào nhóm nguy cơ cao và trường hợp này phải can thiệp vào 2 tiếng. Thế còn lại, những nhóm bệnh nhân là không thuộc nó như rất cao, không thuộc nguy cơ cao, thì phần lớn thì bệnh nhân đau ngực không ổn định ở các mức độ khác nhau, thì được xếp vào nhóm nguy cơ thấp. Những nhóm này thì có thể được can thiệp có chương trình, được chụp mạch vành can thiệp có chương trình sau tùy trường hợp một. Vậy thì chúng ta rất là rõ rồi, phân loại thì có ở nhóm hội chứng mạch cấp không ST trên lên có 3 nhóm: nhóm nguy cơ rất cao và nguy cơ cao, rất cao thì can thiệp trong 2 giờ, và nguy cơ cao thì có mấy trường hợp chúng ta sẽ nhớ được, can thiệp 24 giờ. Còn lại chúng ta có thể có can thiệp có chương trình. Cái nhóm nguy cơ thấp này chủ yếu là đau ngực ổn định ở mức nguy cơ trung bình và thấp, thì lúc này chúng ta có chỉ định tầm soát can thiệp giai đoạn có chương trình, có chương trình. Đây là một ca lâm sàng, ví dụ một nhân nam 54 tuổi vào viện vì đau ngực trái mà tiền sử đã được tiền sử tăng áp điều trị không đều và cách vào viện là 3 giờ bệnh nhân đau ngực dữ dội kéo dài. Và khi lúc vào viện thì mạch đây là 84 lần trên 64 lần, nhầm đấy ạ, 80 lần trên phút, huyết áp ổn định nhưng mà đỡ đau ngực nhiều hơn. Tổng lên T thì lúc này mức 1 là 890, tức là rất cao rồi ạ, thường là trên 70, trên 5 lần bình thường đã là cao rồi, nhưng ta cao. Nhưng và mẫu 2 là 1400. Kể cả mẫu 1 mẫu 2 đều có ý nghĩa, cả DNT và DNT có ý nghĩa rồi ạ. Vậy thì họ câu hỏi hướng xử tiếp theo là gì? Đúng không ạ? Vậy thì bệnh nhân là có điểm nổi ST, điểm đồ của ta có biến đổi STT và nổi không có biến đổi T rõ ràng nhưng HS tuần liên T tăng lần đầu tiên là 870 cộng với đau ngực điển hình. Đúng không ạ? Và chẩn đoán nhồi máu cơ tim không ST trên lên và tăng huyết áp. Và hiện tại không có yếu tố nguy cơ rất cao, tức là không có 7 dấu hiệu tôi nói vừa rồi, thì đây là phân tầng nguy cơ cao. Bởi vì nguy cơ cao thì chúng ta đã chẩn đoán được này, nhóm cơ ST lên bằng đau ngực điển hình, bằng men tim rồi, thì trường hợp này sẽ xử trí thuốc như mình kết chống đông, kết tập biểu cầu và xác định chụp mạch vành trong khoảng 24 tiếng. 24 tiếng đây là chỉ ưu đãi cho bệnh nhân mà bác sĩ trực đêm thôi ạ. Đêm ví dụ vào đêm thì chúng ta có thể để sáng ra can thiệp. Nhưng còn nếu vào ban ngày thì chúng ta lên kế hoạch can thiệp trong ngày luôn cho mình người bệnh. Thì càng sớm bao nhiêu thì càng giảm nguy cơ cho người bệnh bao nhiêu. Chúng ta, bởi người ta đưa cái giai đoạn 24 tiếng này là sẽ giúp hỗ trợ các bác sĩ can thiệp vào ban đêm. Bởi vì là can thiệp, đối với cái nhóm nguy cơ cao này, can thiệp trong 24 tiếng thì cái kết quả tương đương với can thiệp sớm. Cho nên đối với là can thiệp ban đêm thì nếu vào ban đêm, đối với nguy cơ cao chúng ta có thể trì hoãn được mà không cần gọi bác sĩ can thiệp. Để sáng sau chúng ta can thiệp bình thường, cho thuốc, các đủ thuốc sáng sau can thiệp. Và đối với nhân này sẽ diễn biến thì đột ngột đau ngực tái phát trở lại và đau ngực nhiều, vã mồ hôi, điều trị giãn mạch vành nitro giảm đau thì không đỡ và có điện đồ có lúc BAV3. Thì ngay từ thời điểm này sau bệnh nhân diễn biến tái phát tái diễn thì đây lại chuyển sang giai đoạn nguy cơ rất cao và đây gọi là đau ngực kháng trị và có dấu hiệu nhịp phức tạp, thì bệnh nhân này cần phải chụp mạch vành trong khoảng 2 giờ đầu sau khi tái diễn. Như vậy đối với nhân này khi có nguy cơ rất cao này thì ngay cả ban đêm hay gió rét hay bất cứ mưa gió gì thì chúng ta cũng phải gọi bác sĩ can thiệp vào để can thiệp cho bệnh nhân này để giảm nguy cơ tử vong. Và ca này chụp lâm sàng thì rõ ràng gần tắc hoàn toàn động mạch phải mà có rất nhiều huyết khối đấy. Và tóm lại thì trong hội chứng mạch cấp không ST trên lên thì chúng ta đây đã biết là một cái cấp cứu tim mạch và tỷ lệ tử vong cao. Để chẩn đoán bệnh này chúng ta cần dựa vào lâm sàng, đặc điểm đau ngực điển hình, các điểm đồ biến đổi đặc hiệu. Trong trường hợp biến đổi không đặc hiệu 30% còn lại thì chúng ta phải dựa thêm lâm sàng cộng xét nghiệm men tim để chúng ta chẩn đoán xác định.
xác định hoặc cũng như là loại trừ các bệnh hội chứng mình cấp. Và trong hội chứng mình cấp không lên trên lên thì phân tầng nguy cơ cực kỳ quan trọng, giúp chúng ta để tiên lượng người bệnh và giúp ta là có thái độ xử lý về một cách phù hợp cho đối với lại tái thông ở thời điểm ngay và luôn trong vòng 2 giờ hay là 24 giờ hay là tầm soát ở giai đoạn sau. Và điều trị thì cần phối hợp điều trị nội khoa là vẫn là điều trị nền tảng, không thể tách rời được. Và điều trị tái tim máu cơ tim bằng cách là can thiệp lại vành hoặc bắc cầu, và về lâu dài giáo dục phục hồi chức năng tim mạch lâu dài. Và bài báo cáo tôi đến hết ạ. Xin cảm ơn các quý vị đồng nghiệp ạ.